Là một người dân Việt Nam nhưng chưa chắc bạn đã biết đâu là ngày sinh nhật đáng nhớ nhất của Bác Hồ. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, sau 9 năm trường kỳ kháng chiến gian khổ, hy sinh, quân và dân ta đã giành được thắng lợi to lớn, chính thức kết thúc cuộc chiến với thực dân Pháp. Chiến thắng ở chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra đúng vào dịp sinh nhật Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Và đó chính là món quà vô giá mà đặc biệt quân và dân ta kính tặng lên Bác. Có lẽ đây là ngày kỷ niệm sinh nhật vui và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Bác Hồ. Hòa cùng với niềm vui chung của quân và dân ta trong chiến thắng Điện Biên Phủ, Bác viết thư gửi cán bộ chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ như sau: gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ, chưa hết Bác gửi lời thân ái thăm các chú thương binh, toàn thể các chú cũng như cán bộ và chiến sĩ ở toàn quốc đã quyết tâm giành được thắng lợi để chúc thọ Bác. Bác quyết định khao các chú, khao thế nào thì tùy điều kiện nhưng nhất định sẽ khao. Thế là Bác cháu ta cùng vui, vui để cố gắng mới, để khắc phục khó khăn mới và để tranh thắng lợi mới. Bác và chính phủ quyết định thưởng cho tất cả các chú huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ. Các chú có tán thành không?